Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn những tin chính sau. Nóng, thêm nhiều clip sự thật về ngày 6 tháng 1 được Tucker Carlson công bố, trả lại sự trong sạch cho cựu Tổng thống Donald Trump. Hầu hết người Mỹ tin rằng các cáo buộc cựu Tổng thống Trump sẽ giúp hoặc là không hề ảnh hưởng đến ông ấy. Công tố viên Manhattan bị công bố. Sai lầm nối tiếp sai lầm, việc cứu trợ trừng phạt Iran của Biden thúc đẩy lời mời và sẽ tài trợ cho những kẻ đã tấn công người Mỹ. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ và những cá nhân rất xấu xa trong Ủy ban 6 tháng 1 đã che đậy sự thật đằng sau các cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 và các chính phủ đã thâm nhập vào đám đông Trump và tạo ra một cuộc bạo loạn ngày hôm đó. 4 người ủng hộ Trump đã bị giết cùng ngày và có lý do để tin rằng họ đã bị sát hại. Diễn giả Kevin McCarthy hứa sẽ phát hành tất cả các video về ngày 6 tháng 1. Tucker Carlson tại Fox News đã được cấp quyền truy cập và nhóm của anh ấy đã tổng hợp một số video mà họ cho thấy là quan trọng nhưng chỉ có vài phút trong số 41.000 giờ video được phát hành. Carlson đã chiếu một vài video cách đây một tuần cung cấp bức tranh chân thực về các sự kiện tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Đây là tất cả những gì người dân Mỹ được phép xem. Tucker Carlson đã chia sẻ một video MSNBC trong chương trình của anh ấy vào tối thứ Ba từ các cuộc biểu tình và bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Video trông thật kinh khủng, nó cho thấy những người ủng hộ Trump ném đồ vào cảnh sát Điện Capitol. Những gì không được chia sẻ là những gì đằng sau video này, những gì đang thực sự diễn ra. Trong video, những người ủng hộ Trump đã rất hoảng sợ. Cảnh sát Capitol đang giết một phụ nữ trẻ ngay trước mắt họ. Họ hét lên với cảnh sát, dừng lại, mày đang giết cô ấy. Nhưng cảnh sát không nghe. Đó là khi những người ủng hộ Trump bắt đầu ném đồ vào cảnh sát. Rosanne Boyland bị cảnh sát thủ đô giết vào ngày hôm đó. Cara Castronuova tại The Gateway Pundit sau đó đã đăng video cảnh sát thủ đô Lila Morris đánh Rosanne hàng chục lần khi mà cô nằm bất tỉnh trên bậc thềm của Điện Capitol Hoa Kỳ. Cảnh sát đã ngăn không cho Rosanne được giải cứu ngay cả khi bạn của cô và những người khác cố gắng tiếp cận và kéo cô đến nơi an toàn trong tuyệt vọng. Điều này đã được xác nhận bởi các nhân chứng bổ sung. Các phương tiện truyền thông chính thống không bao giờ đề cập đến cái chết của Rosanne ngoại trừ việc nói rằng cô ấy đã dùng thuốc quá liều. Đó là một lời nói dối. Cô ấy là một cố vấn đã giúp mọi người vượt qua cơn nghiện. Gateway Pundit gần đây đã đăng video đau lòng về những người ủng hộ Trump đang cố gắng hồi sức cho Rosanne Boyland. Bạn có thể thấy Justin Winchell, bạn của Rosanne trong chiếc áo khoác màu xanh lá cây, đang cố gắng đến chỗ Rosanne và giải cứu cô ấy, nhưng mà cảnh sát đã đánh đập và ngạt thở những người biểu tình và anh ta không thể tiếp cận cô ấy. Đây là ảnh chụp màn hình Justin cố gắng tiếp cận Rosanne khi cô ấy nằm bất tỉnh. Trong video được phát tối qua trên Tucker Carlson, bạn có thể thấy Justin Winchell trong chiếc áo khoác màu xanh lá cây rõ ràng đang cố gắng giải cứu bạn mình. Những người ủng hộ Trump cuối cùng đã có thể kéo Rosanne khỏi cảnh sát và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Tucker Carlson vẫn chưa thảo luận về việc Rosanne Boyland trong chương trình của anh ấy, người phụ nữ thứ hai bị cảnh sát thủ đô giết vào ngày 6 tháng 1. Tucker Carlson đã không thảo luận về việc Kevin Grayson và Benjamin Phillips, những người cũng bị giết vào ngày hôm đó. Bởi việc ngày càng nhiều video về sự thật ngày 6 tháng 1 lộ diện đang cho thấy Đảng Dân Chủ, Deep State và giới truyền thông che đậy chúng ta. Hơn 72% người Mỹ tin rằng một bản cáo trạng tiềm tàng đối với cựu Tổng thống Donald Trump sẽ giúp ích hoặc là không ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông, theo một cuộc thăm dò do Trafalgar Group công bố hôm thứ Sáu. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 20 đến 22 tháng 3 trong số 1.081 cử tri có khả năng tham gia cuộc tổng tuyển cử, cho thấy 74,3% người Mỹ nghĩ rằng một bản cáo trạng tiềm năng sẽ giúp ích hoặc là không ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông, trong khi 25,7% cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại, biên độ sai số là 2,9% với tỷ lệ tin cậy 95%. Mark Meckler, Chủ tịch của Hội nghị các quốc gia cho biết, đa số người Mỹ thấy rằng cựu Tổng thống Trump đang bị săn đuổi bởi một cuộc săn lùng phù thủy có động cơ chính trị được thiết kế nhằm làm mất uy tín của ông ấy, nhằm biến ông ấy thành kẻ bị gạt ra ngoài vĩnh viễn trong chính trường Mỹ. Chiến thuật này chưa bao giờ hiệu quả và những con số ban đầu này đã cho thấy nó sẽ phản tác dụng. Các cử tri nghĩ rằng bản cáo trạng và việc bắt giữ ông ta sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc tranh cử năm 2024 của cựu tổng thống, hoặc là nó thậm chí sẽ thúc đẩy chiến dịch tranh cử của Trump. Trump vào sáng sớm thứ Sáu nói rằng việc nộp đơn tố cáo ông có thể dẫn đến cái chết và sự hủy diệt tiềm tàng. Trump đã viết trên True Social vào rạng sáng thứ Sáu như sau. Loại người nào có thể buộc tội một người khác, trong trường hợp này là cựu tổng thống Hoa Kỳ, người đã nhận được nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ tổng thống đương nhiệm nào trong lịch sử và là ứng cử viên hàng đầu cho đến nay cho đề cử của đảng Cộng Hòa, với một tội ác, khi mà tất cả mọi người đều biết rằng không có tội ác nào được thực hiện và cũng biết rằng cái chết và sự hủy diệt tiềm ẩn trong một cáo buộc sai lầm như vậy có thể là thảm họa đối với đất nước của chúng ta. Tại sao và ai sẽ làm một việc như vậy? Chỉ có một kẻ tâm thần thoái hóa mới thực sự ghét Hoa Kỳ. Liên quan tin đồn cựu tổng thống Trump sẽ bị bắt giữ, mới đây văn phòng biện lý quận Manhattan Alvin Pratt đã nhận được một gói hàng chứa lời đe dọa giết người và chất bột trắng được tìm thấy khi các công tố viên tiếp tục điều tra cựu tổng thống Donald Trump. Theo các báo cáo, một nguồn thực thi pháp luật giấu tên nói với Fox News rằng gói hàng được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ và được phát hiện vào khoảng giữa trưa có nội dung Alvin, tôi sẽ giết ông. Các quan chức nói với cửa hàng rằng loại bột này được xác định là không nguy hiểm. Insider dẫn lời một phát ngôn viên của văn phòng cho biết, Đảng Dân Chủ đã thông báo cho văn phòng rằng nó đã được ngăn chặn ngay lập tức và đơn vị dịch vụ khẩn cấp của NYPD và Cục Bảo vệ Môi trường NYC đã xác định là không có chất nguy hiểm nào. Tôi biết điều đó không hề dễ dàng, Pratt đã viết trong một email gửi cho nhân viên sau vụ việc, nhấn mạnh sự chú ý của báo chí và an ninh xung quanh văn phòng của chúng tôi. Ông viết, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng luật một cách đồng đều và công bằng. Cục điều tra liên bang và Sở Cảnh sát thành phố New York đang tiến hành điều tra gói hàng, theo NBC News. Cuối tuần trước, cựu tổng thống Trump tuyên bố rằng ông dự kiến sẽ bị bắt trong tuần này dựa trên sự rò rỉ bất hợp pháp từ văn phòng của Pratt, điều mà ông cho là tham nhũng và mang tính chính trị cao. Vụ việc xoay quanh cáo buộc thanh toán tiền bịt miệng mà Trump bị cáo buộc đã thực hiện cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016, khi ông còn là ứng cử viên tổng thống. Nhiều người đã hết sức chỉ trích bản cáo trạng có thể xảy ra và vị thế pháp lý của vụ án, bao gồm cả ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Vivek Ramaswamy, người đã nói rằng đó sẽ là một thảm họa quốc gia. Pratt đang đấu tranh để vặn vẹo luật tiểu bang để khởi tố một cách hiệu quả vụ án liên bang mà Bộ Tư pháp từ chối từ lâu để mà chống lại Trump về việc ông ta trả tiền bịt miệng cho cựu vũ nữ thoát y Stormy Daniels vào năm 2018. Vâng, đó là khoảng thời gian mà lý thuyết này đã tồn tại. Tôi đã viết rằng một trường hợp liên bang như vậy sẽ khó khăn như thế nào theo luật bầu cử hiện hành. Bây giờ, 6 năm sau, lý thuyết tương tự có thể được đưa vào yêu sách của nhà nước. Tuley cũng đã kêu gọi Trump hạ nhiệt những lời hùng biện của mình. Vào thứ Năm, Tổng thống thứ 45 đã gọi Pratt là con vật được Soros hậu thuẫn và khẳng định rằng Pratt biết mình 100% vô tội. Trong chương trình phát sóng tin tức của Fox News vào thứ Sáu, dân biểu đảng Cộng Hòa Andy Barr đã kêu gọi chính quyền Biden mạnh tay hơn đối với Iran và các nhóm ủy nhiệm của họ sau cuộc tấn công của các lực lượng ủy nhiệm Iran khiến một người Mỹ thiệt mạng. Nhiều người đã đổ lỗi cho nỗ lực nới lỏng trừng phạt các giáo sĩ Hồi giáo ở Tehran của chính quyền Biden. Đây là nguyên nhân dẫn đến hành động gây hấn. Người đồng dẫn chương trình John Roberts đã hỏi, với mọi thứ đang diễn ra, liệu chính quyền Biden có cần mạnh tay hơn để chống lại không chỉ những lực lượng ủy nhiệm này mà còn chống lại chính Iran không? Bà đã trả lời, vâng, và điều đó cho thấy rằng sự yếu đuối của chính quyền Joe Biden sẽ dẫn đến sự gây hấn, và khi bạn tham gia vào nỗ lực giảm bớt lệnh trừng phạt cho các giáo sĩ Hồi giáo ở Tehran, điều này sẽ dẫn đến sự gây hấn. Việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Biden đang đề xuất cung cấp cho Tehran sẽ thực sự khuyến khích các nhóm khủng bố ủy nhiệm này, và nó sẽ giúp Iran tài trợ cho chính những kẻ khủng bố đã tấn công tài sản của chúng ta và binh lính Mỹ của chúng ta chỉ đêm qua. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói với Quốc hội hôm thứ Năm rằng Iran sẽ chỉ mất vài tháng nữa để chế tạo vũ khí hạt nhân nếu nước này chọn sản xuất bom. Ông nói, kể từ thời điểm Iran đưa ra quyết định, Iran có thể sản xuất vật liệu phân hạch cho vũ khí hạt nhân trong vòng chưa đầy 2 tuần và sẽ mất vài tháng nữa để mà sản xuất vũ khí hạt nhân thực sự. Milley đã trình bày một mốc thời gian ngắn hơn so với các quan chức trước đây khi thảo luận về khả năng hạt nhân của Iran. Ông nói thêm rằng, Hoa Kỳ sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân thực địa. Chúng tôi, quân đội Hoa Kỳ, đã phát triển nhiều lựa chọn để giới lãnh đạo quốc gia của chúng tôi xem xét liệu Iran có bao giờ quyết định phát triển vũ khí hạt nhân thực sự hay không. Các quan chức vẫn lo ngại về khả năng hạt nhân của Iran sau những nỗ lực khôi phục kế hoạch hành động toàn diện chung, được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran mà Hoa Kỳ đã rút khỏi dưới thời chính quyền Trump vào năm 2018. Các nhà ngoại giao cấp cao giấu tên nói với Bloomberg vào tháng 2 rằng Iran đã tích lũy uranium được làm giàu tới độ tinh khiết 84%, nồng độ thấp hơn 6% so với mức cần thiết cho một loại vũ khí, đánh dấu mức cao nhất mà các thanh sát viên ở Iran tìm thấy cho đến nay. Iran trước đây đã nói với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA rằng các máy ly tâm của họ được cấu hình để làm giàu uranium đến mức độ tinh khiết 60%. Vẫn chưa rõ liệu vật liệu này được sản xuất có chủ ý hay đó là sự tích tụ không chủ ý trong các máy ly tâm được sử dụng để tách các đơn vị. Thời gian để tạo ra vũ khí hạt nhân vẫn chưa rõ ràng, với một số chuyên gia tin rằng có thể mất từ 6 tháng đến 3 năm.